Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thường trực lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình có bài viết Xã Đình Cao, nơi giành chính quyền sớm tại Hưng Yên. Những nỗi đau, sự mất mát do tai nạn giao thông mang lại. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10 năm thực hiện chỉ thị số 40, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 47.000 tỷ đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 373.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 351.000 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%, giai đoạn 2016-2021 từ 9,88% xuống 2,23%, đến cuối năm 2023 còn 2,93% theo chuẩn nghèo đa chiều, góp phần ngăn chặn từng bước đẩy lùi tín dụng đen, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời góp phần tích cực xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong cả nước. Tại Hưng Yên, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt trên 8.530 tỷ đồng, với 251.756 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 35.600 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 6.200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 36.000 lao động có việc làm ổn định, 95 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, xây dựng được trên 246.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây hơn 1.800 căn nhà cho hộ nghèo và nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được. Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế đi đôi với công bằng tiến bộ xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tín dụng chính sách xã hội là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử thuộc Ban Công tác Đại biểu tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp luôn có vị trí, vai trò quan trọng và trách nhiệm rất lớn trước cử tri và nhân dân. Chính vì vậy, việc được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu dân cử. Đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, đồng thời phản ánh những vấn đề còn băn khoăn vướng mắc xung quanh những nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày. Đây chính là những tư liệu quý cho các đại biểu trong hoạt động của mình, từ đó đưa vai trò vị thế và chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nói chung và hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân nói riêng ngày càng được nâng lên. Tham dự hội nghị, các đại biểu được tập huấn 5 chuyên đề gồm kỹ năng quyết định và giám sát của Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực đất đai, kỹ năng quyết định và giám sát của Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực tư pháp, kỹ năng giám sát của Hội đồng Nhân dân trong đầu tư công, Hội đồng Nhân dân với công tác tôn giáo và tổng quan về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và kỹ năng giám sát của Hội đồng Nhân dân về lĩnh vực đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chiều nay, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Xã Nhật Quang có 3 thôn, hơn 1.680 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu. 7 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an xã tiếp nhận 4 tin báo do nhân dân cung cấp về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện và xử lý một vụ đánh bạc, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hòa giải thành công 7 trên 7 vụ việc. Xã có 3 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 9 thành viên, thành lập 3 tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Phù Cử tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu. Các cấp cần quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào này. Nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xã Đình Cao, huyện Phù Cử là một trong các địa phương phát động và công bố giành chính quyền đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Nối tiếp truyền thống của quê hương, trải qua 83 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên nhân dân xã Đình Cao đã không ngừng thi đua lao động sản xuất, sáng tạo để xây dựng quê hương giàu đẹp. Cách đây 79 năm, đầu năm 1945, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ ở Phù Cử. Tối ngày 13 tháng 8 năm 1945, đồng chí Lương Phần, bí thư chi bộ Đảng Phù Cử, chủ trì cuộc họp các lực lượng Việt Minh huyện để bàn 3 vấn đề chính, gồm trang bị vũ khí, huy động lực lượng, thời điểm tấn công vào huyện Đường. Rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm 1945, lực lượng Việt Minh huyện đã huy động khoảng 50 người được trang bị nhiều loại vũ khí, chia thành 2 mũi tấn công huyện Đường. Cụ Nguyễn Trọng Pháo, nay đã trên 100 tuổi, là một trong những nhân chứng còn nhớ buổi công bố giành chính quyền đầu tiên tại huyện Phù Cử. Tất cả các người đã dùng lấy hết. Do anh Phần chỉ huy một mũi, anh Nghĩ một mũi, anh Chủ giáo thân một mũi, thế là 3-4 mũi tập trung vào huyện. Mỗi người ra cái tàu xe rám rắn là tập trung tất cả. Bây giờ không ai được đón được gì. Toàn đi không hết. Thế xong rồi đi tập trung ở xong không có xảo xá với gì. Xong rồi tôi đình ra tiến. Thế xong rồi xuống trả dương với gì. Xong rồi đi. Trước kia, xã Đình Cao từng là thủ phủ của huyện Phù Cử. Tuy nhiên, giao thông chưa kết nối, hạ tầng chưa được đầu tư. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Đình Cao đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Được sự quan tâm của các cấp, hiện nay các tuyến đường chính của xã như DH80, DH81, DH83 đều nối ra trục đường lớn DT386, quốc lộ 38B. Từ năm 2021, xã đã được đầu tư gần 60 tỷ đồng để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trụ sở làm việc của xã. Mình là người dân ở An Huế này thì mình thấy sự thay đổi rất là nhanh, đổi mới về cái đường xá và các cái điện đường trường trạm là nó triển khai là làm rất tốt và người dân đã coi là ủng hộ hiến đất để làm những cái tuyến đường. Để tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì với xã Đình Cao chúng tôi đấu giá đất thời gian qua đã đấu được 180 suất. Đây là cơ sở để chúng tôi lấy nguồn vốn xây dựng các cơ sở hạ tầng. Thời gian tới, xã Đình Cao đầu tư khoảng trên 20 tỷ đồng đang tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo quê hương để xứng đáng với truyền thống cách mạng. Xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí giáo dục. Tiên Lữ đã bước đầu thu được kết quả khả quan từ đề án số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xử lý rác thải. Mặc dù vậy, lượng rác chưa được thu gom hàng ngày vẫn là trên 10 tấn chưa được xử lý, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cục bộ. Rác thải sinh hoạt hiện nay luôn là vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm. Phân loại rác thải tại nguồn đã trở thành thói quen của bà Lương Thị Với và bà Nguyễn Thị Hằng.
từng ấy công đoạn với phần việc cuối là tưới chế phẩm IMO để xử lý rác thải hữu cơ, chuyển thành phân bón cho cây trồng. Lợi ích thì ai cũng thấy, hết mùi hôi thối và giảm trên 60% rác của hơn 300 hộ tham gia mô hình. Tôi thấy làm cái này là cũng tác dụng rất là hiệu quả. Phân hữu cơ thì luôn làm ra là tưới cho bưởi rất tốt. Chúng tôi cũng đã triển khai tới ban chấp hành, chuyển ta khai tới hội viên và được hội viên hội phụ nữ xã Nhật Tân là cũng hưởng ứng rất cao, nhân rộng ra trong toàn xã. Từ năm 2021 đến nay, huyện Tiên Lữ đã xử lý lượng rác thải tồn dư trong nhiều năm tại các bãi rác tập trung là trên 150.000 tấn. Theo đó, lượng rác thải này đã qua xử lý không còn gây ô nhiễm môi trường. Điển hình như bãi tập kết rác thải tại xã Dị Chế, Thiện Phiến. Huyện đã đầu tư hàng tỷ đồng để hỗ trợ thùng chứa, xe chở rác chế phẩm IMO. Mặc dù vậy, qua báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, hiện vẫn còn trên 10 tấn rác thải hàng ngày chưa được xử lý. Tình trạng nhiều hộ dân, cơ sở vẫn xả rác ra môi trường và không đúng nơi quy định. Điển hình như bãi rác tự phát thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, bãi rác trên đường giáp danh xã Lệ Xá và xã Trùng Dũng. Phòng Môi trường cũng sẽ tham mưu cho ban huyện là chỉ đạo các xã thị trấn xử phạt đối với cả các cái hành vi liên quan đến không phân loại này, xả rác không đúng nơi quy định đối với hộ kinh doanh cá nhân, và đặc biệt theo luật bảo vệ môi trường 2024 này thì cái thu phí sau này sẽ tính theo cái khối lượng rác thải phát sinh. Đấy cũng là một cái để khuyến khích người dân để phân loại. Nếu phân loại tự xử lý được thì là cái tiền phải nộp cho tổ môi trường sẽ ít đi. Đây cũng là một trong những nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo với lãnh đạo huyện Tiên Lữ và cán bộ thôn Hải Yến trong buổi sinh hoạt chi bộ thôn Hải Yến trong tháng 6 vừa qua, để huyện tích cực có giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Những cái điểm nóng về ô nhiễm môi trường rất nhức nhối, địa phương nào cũng đang phải đối mặt và tỉnh cũng đang rất là quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của công dân, trước hết là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm trong các làng nghề, trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và cho đến trong khu dân cư, tổ dân phố. Nhận thức cộng với kỷ cương pháp luật, hai cái thứ phải khép lại. Tôi rất nhất trí các đồng chí có nêu ở đây. Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, huyện Tiên Lữ cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, kết hợp đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền vận động nhân dân với những điển hình trong phân loại, thu gom và xử lý rác. Xây dựng rõ quy chế, công tác, quản lý điều hành công tác chấp hành luật bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhằm răn đe người vi phạm tái phạm. Thời điểm này, người dân trồng nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhãn muộn. Huyện Khoái Châu hiện có hơn 1,3 nghìn hectare nhãn đang cho thu hoạch, trong đó khoảng 900 hectare là nhãn chín muộn, tập trung ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, với các giống chính gồm nhãn Miền Thiết, Siêu Ngọt, T2, T6. Theo đánh giá của Hợp tác xã, năm nay thời tiết khắc nghiệt nên tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả đạt khoảng 40%, dự kiến sản lượng nhãn toàn huyện đạt khoảng từ 7 đến 8 nghìn tấn quả. Hiện các nhà vườn đang tiêu thụ nhãn với mức giá từ 40 đến 5 nghìn đồng 1 kg nhãn T6, riêng giống nhãn Miền Thiết thì giá thấp hơn. Về giống nhãn của huyện Khoái Châu khá phong phú, bao gồm hai nhóm giống chính. Nhóm giống nhãn chất lượng tốt gồm nhãn chín muộn Miền Thiết, nhãn T2, T6, T1, nhãn Siêu Ngọt và một số giống nhãn chín sớm khác, chiếm khoảng 90% diện tích, được trồng ở những vùng thâm canh cao, vùng chuyển đổi. Gắn bó nhiều năm với cây nhãn, Mạnh Tạn thuê thầu thêm đất để mở rộng diện tích trồng nhãn lên đến hơn 20 mẫu. Ông Đặng Văn Ứng ở thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động năm nay ước thu trên 80 tấn nhãn Việt Gáp với giá bán cao và được thị trường ưa chuộng. Giống nhãn của gia đình ông Ứng trong hiện nay chủ yếu là giống nhãn Siêu Ngọt chiếm 90% diện tích và còn lại một số cây nhãn đường phèn T6. Theo kinh nghiệm hơn 20 năm nay, ông Ứng cho biết nhãn Siêu Ngọt là giống nhãn có đặc tính sinh trưởng khỏe, thích ứng tốt và ít chịu ảnh hưởng của thời tiết nhất trong các giống nhãn phổ biến hiện nay. Ngoài ra, nhãn Siêu Ngọt có cùi giòn, ngọt, tách hạt và cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay gia đình ông bán với giá từ 40 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Từ đầu vụ đến nay, gia đình thu hoạch được khoảng gần 30 tấn,
chủ yếu xuất cho các khách hàng lớn tại các siêu thị, cửa hàng, kênh phân phối. Sản lượng cả vụ ước đạt trên 80 tấn quả. Bên cạnh bán quả tươi, ông cũng đầu tư xây dựng lò sấy long nhãn nhằm tận dụng các sản phẩm nhãn quả tươi loại 2, vừa tạo việc làm cho đông đảo lao động địa phương. Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024, ngày 14 tháng 8 tại Chùa Thông, thôn Phương Thông, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 7 tháng đầu năm, Hưng Yên có 371 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 357 người. Điều này đã để lại cho gia đình nạn nhân những đau thương mất mát về người và của, đồng thời để lại gánh nặng cho xã hội. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông, chia sẻ những mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Đồng thời là dịp để nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng. Thông qua lễ tưởng niệm, Ban An toàn Giao thông tỉnh kêu gọi mỗi người dân vì sự an toàn của bản thân, vì thế hệ tương lai hãy tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần phải giáo dục con em từ khi còn nhỏ về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng chung tay vì sự an toàn giao thông của mọi người. Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông thật ám ảnh, lấy đi hạnh phúc của bao mái nhà đang êm ấm, làm sang tở những ước mơ khát vọng của nhiều mảnh đời và để lại cho họ nỗi đau khôn nguôi. Những nỗi đau do tai nạn giao thông là bất hạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và trở thành gánh nặng của xã hội. Sau đây là những câu chuyện về nỗi đau mang tên tai nạn giao thông. Nhìn những vật dụng thân quen của người thân để lại, những giọt nước mắt của bốn mẹ con chị Dung chảy mãi không thôi. Đó là vào những ngày đầu tiên của tháng 8. Làm sao có thể quên được đêm đó khi chị Dung nhận được tin phải đi ngay có việc gấp. Linh tính mách bảo chị việc chẳng lành. Chị vội vàng lên xe, nhanh chóng ra cầu Chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, nơi chồng chị vừa bị tai nạn giao thông. Đến nơi, chị chỉ thấy chồng mình nằm im bất tỉnh. Sau khoảng một ngày cứu chữa thì anh mất. Hai tuần nay con không được gặp bố rồi. Không được ăn cơm cùng bố, không được ngủ cùng bố. Con rất là nhớ bố. Khi chồng tôi mất thì tôi rất là đau khổ. Mà tôi lo lắng nhất của tôi bây giờ là còn mẹ già với cả ba đứa con. Bây giờ gánh nặng chút hết lên vai tôi không biết là làm thế nào để nuôi con. Mong muốn nói đến mọi người là đi hãy bình tĩnh và hãy đi tham gia đúng theo luật lệ của giao thông. Trong nhiều nỗi đau mất người thân, có lẽ cái chết do tai nạn giao thông để lại nhiều dai dứt, tiếc nuối hơn cả. Không có gì đau đớn bằng việc cách đây khoảng 20 hôm, chỉ trong một ngày, gia đình bà Nguyễn Thị Liên, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, mất đi hai người thân. Đó là mẹ con chị Nguyễn Thị Lý, đang trên đường đến công ty may Tiên Hưng làm việc. Nỗi đau này thì bao giờ chúng tôi quên, gia đình buồn lắm chứ, khóc không ra tiếng nữa. Bây giờ còn lại thương nhất là hai đứa cháu nhỏ, không biết là sau này nó bâu víu vào đâu. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả để lại rất nặng nề và không thể nào bù đắp được. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương vẫn chưa giảm so với cùng kỳ. Sau tai nạn, cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn, thậm chí rơi vào cảnh bi kịch. Người may mắn sống sót nhưng mang thương tật vĩnh viễn, người không may thì ra đi mãi mãi, để lại những khoảng trống không thể bù đắp cho người ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.